chùa xưa và nay. Thì như chúng ta cũng biết, ca chùa là một bộ môn nghệ thuật bác học. Đó là bộ môn nghệ thuật tính phòng, nhưng mà có tính bác học khác hẳn với bộ môn nghệ thuật bình dân. Và ca chùa cũng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Thì chúng ta thấy tại sao ca chùa lại được tôn vinh như vậy, có những cái đặc điểm gì mà chỉ có bộ ca chùa có được hay không? Rồi thì tất cả những cái thắc mắc của chúng ta sẽ được giáo sư Trần Văn Khê giảng bài trong buổi ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư Trần Văn Khê. Chỉ mời cái nhóm ca trù tới, rồi trong khi hát đó,
nhóm ca trù đi ngày xưa thì cũng có hai người thôi, một người ca nương là một cái người đào ngồi ca và vừa ca vừa gõ phách, và một người kép đàn đờn đáy, và cái đờn đáy đờn phụ quả theo, và một cái người một thứ ba là quan viên. Quan viên không phải theo trong nhóm đó, có thể ở ngoài nhóm và có thể trong nhóm cũng được. Mà quan viên là cái người ngồi để thưởng thức, để nghe, và cầm cái trống gọi là trống chầu. Mà cái trống chầu đó là nó nhỏ như cái trống đế một chút nữa, là khi mà cái dàn nhạc đi tới, dàn ca trù đi tới, thì các bạn sẽ thấy rằng tiếng phách như thế nào, tiếng đường đáy thế nào, tiếng trống như thế nào. Mà trong cái mà nhóm ca trù đó có hai người ca đương và kép đàn, và một người quan viên gõ cái một cầm chầu. Mà cầm chầu đó là không phải đánh bằng cái dùi trống, mà đánh bằng cái roi trống, tức là nó dài hơn cái dùi. Mà đánh là không phải là đánh xéo xuống một cái này, mà đánh trống chống cho cái đưa lên này, đánh xuống một cái roi nó phải song song như cái mặt lợn mặt trống. Thì ca trù nó có ba người như thế. Mà ca trù nó rất là độc đáo, là bởi vì cái thanh nhạc của ca trù, cái cách hát cũng như là cái cách ngân nga không phải như là bên phương Tây, tức là không để cái từ trong ngực đưa ra, mà phải đi ra tới cổ, phải biết ém hơi rồi ém hơi ngồi đó, bắt đầu mới nói cái tiếng ca trù ra chỉ một nhã chữ. Mà khi nhã chữ cái miệng không được há to đó, mà cái miệng cũng phải ngậm khít lại, giống như cái nụ cười ở trên môi, một mỉm cười trên môi, nhưng mà phải tròn vành rõ chữ, tức là phải nghe rõ cái lời ca như thế nào. Rồi khi mà ngân không phải kêu một tremolo, không phải kêu một ngân nga, mà gọi là đổ hộ cũng như là đổ những cái hạt châu nó dồn lên, thì cái đó là gọi là những danh từ của trong ca trù. Ca trù xưa thì như thế đó. Bài bản thì không phải có một cái số bài bản nhất định, nhưng có một số thể điệu. Cái thể điệu là ngày xưa cũng ca trù thể cấp, là ghi lại những thể điệu, thì không phải có một quyển ca trù thể cấp. Mà bây giờ những hát ngôn ở tại Hà Nội đã khám phá đã có các chung cái cuốn ca trù thể cấp, ghi trở lại gần ca hơn 100 thể cấp khác nhau, mà bây giờ đã thất truyền. Mà chính ông Phạm Đình Hổ trong cái cuốn Vũ Trung Tùy Bút, cái thời kỳ Lê Trung Hưng, tức là cuối đời nhà Lê, đã nói là có rất nhiều thể cấp, nhiều thể điệu mà ca trù trẻ không còn nhớ được nữa. Thì trong khi đó chúng ta thấy là ngày xưa thì mặc dù giữ rất kỹ như thế, mà cái truyền thống đó, ca trù ngày xưa đó truyền lại một cách rất là khắt khe. Không phải ai muốn học ca trù là học. Muốn học ca trù thì phải xin vua làm, phải làm con ruột ở trong gia đình mà có cái ca trù, hoặc là xin làm con nuôi mà bỏ cái họ của mình, lấy cái họ của người thầy của mình, để làm trong đó gọi là cái giáo phường ca trù. Mà hay có nhiều giáo phường, đầu giáo phường có người trùm, và nhiều giáo phường họp lại có người quản giáp để mà cai quan. Thì ngày xưa nó có một cái phong cách, nó có một cái người ca trù đó phải là có người học, có thanh, có sách, mà phải có đức hạnh. Bởi vì người nông dân làm việc không có đức hạnh không được quyền đi thi, không có đức hạnh không được mời đi hát ở các cửa đình. Thì điều đó, cái người ca trù khi xưa là một cái người nghệ sĩ xuất phát từ trong nông dân, học hành rất nghiêm túc, điều là luyện tập rất công phu, chứ không phải là những người bán phấn mua hương như là chúng ta thường nghĩ. Là bởi vì dưới thời kỳ Pháp thuộc thì có những người đi ra hát những cái ca trù, được có nhiều cách hát chơi là hát ở tại nhà, mà có thể hát tại hát chơi trong đó là có hát tại nhà, hát tại trong một cái buổi tiệc, hoặc là hát tại quán ca, dùng cái hát cửa đình
tức là hát để tờ thần. Và khi mà được nhà vua mời thì gọi là hát chúc hổ, ba cái điểm đó. Ca trù cũng như là hát cửa đình, hát chúc hổ, hát a đào, hát cô đầu đều là một bộ môn mà có nhiều tên khác nhau. Thì bây giờ ca đó nói như thế đó, các bạn thấy rằng ca trù nó rất là phong phú, mà ca trù là những người nông dân luyện tập công phu đi ra hát, chẳng những có tài có sắc mà cả có đức, chứ không phải là những văn thánh buôn hương. Những cái thời kỳ người Pháp rồi thì ở trong những quét ca đó người ta kêu không phải là kêu hát a đào nữa, kêu hát cô đầu, mà chữ cô đầu ngày xưa cũng đẹp, nhưng mà sau này nó biến những cái nghĩa ra cô đầu ngày xưa tức là cái người đầu hát giỏi, dạy học trò, học trò hát có nghề nghiệp rồi lấy một số tiền đầu để cho thầy sống, thì cái người có được tiền đầu sống được gọi là cô đầu. Nhưng mà sau này cái cô đầu là đọc trái cái chữ cô đầu mà có một cái ý nghĩa xấu, tức là cái người đó bày đặt cái chuyện hát nhưng mà hát để cho khách nghe rồi rút rượu khách của bài chuyện trăng qua. Nhưng mà phải nhớ là có cô đầu hát và cô đầu rượu, thì cái cô đầu hát là cái người hết sức là nghiêm túc, còn cô đầu rượu là người không biết hát nhưng mà chỉ rút rượu cho khách uống. Rồi khi mà cô đầu hát hát đi rồi đó thì ngồi lại một cái bài chuyện trăng qua thì cái chuyện đó là được khách. Mà không phải ở nước Việt Nam, cả bên châu Á thì mình có cái trường hợp đó. Tại bên người Nhật Bản có những cô geisha, mà geisha không phải là người văn pháp buôn hương, là một cái người được luyện tập rất công phu, nhưng mà có những người geisha đi ra làm công việc không tốt, thành ra geisha mang tiếng. Cũng như bên Triều Tiên có những người kisen, kisen cũng là một cái người nghệ sĩ cao, nhưng mà sau này cũng bị là văn pháp buôn hương. Cũng như là bên nước Ả Rập, mấy nước Ả Rập những người ca nương rất là hay, nhưng mà có những người bài đặt ca nương ca để mà dụ người ta đi vô chuyện tranh qua, thì những người ca nương đó bị ông Mahomet là cấm không cho hát mà cắt lưỡi những người đó. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng ca trù là một nghệ thuật rất tinh vi, đặc sắc, độc đáo, tế nhị của đất nước Việt Nam. Và lẽ tất nhiên là trong cái mấy kỳ mà UNESCO xem xét những hồ sơ thì đã xem xét hồ sơ cung đình và cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên và ca trù và quan họ được coi là kiệt tác của di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Nhưng mà ca trù và hát văn họ thì không còn được cái kiệt tác nữa, chỉ là di sản phi vật thể đại diện cho nhân loại. Nhưng mà như vậy cũng là một cái quý, là bởi vì nhìn nhận rằng đó là một cái bộ môn cần phải được ủng hộ khẩn cấp. Thì tại ca trù xưa là như thế. Rồi trong ca trù xưa nó có những lần thể điệu mà đi vô hát phần nhiều là cái ngày xưa nghe hát đó là cái bài kia, một bài hát gói. Và hát gói cũng là một cái thể thơ vô cùng đặc biệt của Việt Nam, bởi vì ca trù là một cái sự gặp gỡ nhuần nhuyễn giữa thi ca và âm nhạc, là một cuộc gặp gỡ làm cho thăng hoa hai bên. Tất cả những cái thể thơ trong đất nước Việt Nam từ ba chữ, bốn chữ, năm chữ, sáu chữ, bảy chữ, sáu tám, thông thất thực bát trong ca trù đều có hết. Mà đặc biệt trong hát nói còn có cái ca trù tám chữ, và tám chữ đó là tiền thân của những thơ mới, chứ không phải tại thơ mới đi tập những chế là cái tám chữ. Trong ca trù thì ngày xưa nó đã có rồi, hồi xưa trước khi có những thơ mới đó thì những bài ca trù chẳng hạn như mấy 15 năm thấm thoát có xa gì, ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu, là 8 chữ. Rồi ngoài ra nó có 10 chữ, có 12 chữ, có 13 chữ. Mà cái thể thơ hát nói nó đặc biệt, cũng như là Sunday bên phương Tây. Sunday bên phương Tây là bốn một bài thơ, trong đó có 4 câu, 4 câu, 3 câu, 3 câu. Tức là
8 giờ sáng là 14. Nhưng mà trong cái bài hát nói 4 câu đầu với 4 câu giữa gọi là thể cổ đầu và cổ giữa. 4 câu đầu là có là 2 bài, 2 câu lá đầu và 2 câu xương thưa. Xương thưa là nằm trong chẳng 2 câu thứ 2 là hợp thể thơ và xương bao, tức là tất mau nhịp bài nhịp phát thức dùng. Rồi cái ngoài ra nữa nó thì có một cái 3 câu là cô dùng, cô chết, cô kẹo. Thì tất cả đó là 11 câu đó là cái khổ, đủ khổ của bài kể hát nói. Thì đó là tôi chỉ nói như thế. Mà nếu có chuyện gì hơi chưa có được rõ thì quý vị là các em trường nhạc có thể đặt câu hỏi trong những cuộc giao lưu. Mà hôm nay đó, không biết tôi đưa cho sao con chưa có thấy là có cháu mà con của bà cụ có cái hồ có biết có chưa à tôi xin giới thiệu cái này cháu gì con của con trai và dâu của bà cụ có cái hồ mà cái người ở trong của các cụ xưa mà cái người đã nổi danh tiếng trên thế giới là bà cụ có cái hồ. Bà cụ Quách Thị Hồ là một cái người ca nương, nhưng mà sau khi chúng tôi gặp được năm 1976, ghi âm bà cụ đem tiếng hát của mình để về trở về, thì UNESCO cho vô cái dĩa mang nhãn hiệu là dĩa hát của UNESCO. Thì trong đó có những cái người hát của những bài hát mà bà cụ Quách Thị Hồ được người ta để ý, và các ủy ban tổ chức về cái dĩa hát đã làm một cái quy và một cái bản danh dự là cảm ơn bà Quách Thị Hồ đã tham gia vào dĩa hát của UNESCO, giữ lại một cái của quý của nhân của như Việt Nam, tức là của quý của nhân loại. Thì lúc đó trước khi mà đã được nhìn những chính thức thì ban tổ chức của dĩa hát và hội đồng quốc tế âm nhạc UNESCO đã có một thơ riêng đó chính tay tôi đem về cho bà cụ. Thì cái lúc mà đi tới ở tại Hà Nội năm 1976, cái ngày gặp gỡ ở tại Hà Nội đầu tiên là ngày 13 tháng 4 năm 1976. Lúc đó tại Hà Nội không tìm ra được có một cái nhóm nào hát ca trù, mà khi chúng tôi nói ghi âm về ca trù được anh Tô Hữu cho phép ghi là thành dĩa, thì anh Đỗ Dũng là tổng thư ký của nhạc sĩ mời bà cụ Quách Thị Hồ và Nguyễn Chí Phúc là 2 người đào đương danh tiếng, cùng là Diêm Đinh Khắc Ban là cái người đường đáy, mà cái người đường đáy đó cũng là một người thầy. Khi tôi tới đây mà vào để mà diêm, rồi cái người cầm chầu là Trúc Hiền, là một nhà thơ, ông tên là Lâm, nhưng mà được cái điện Hiền. Thì khi tới đó rồi là ghi âm, thì chúng tôi đã có tiếp cận là với những người đó. Còn ngoài ra đó, hôm nay là có một cái sự là hiện diện của con trai của bà Quách Thị Hồ, Quách Thị Hồ. Mà lại chiều hôm nay lại biết được có Trần Thị Tuyết là con gái của bà Nguyễn Thị Phúc. Không biết cô Tuyết có tới đây chưa? Cô Tuyết còn ngồi không sao. Một chút xíu được phụ trước để đi ra với nhóm ca trù thì vậy. Thì cái điều đó tôi cho rằng cái sự trùng hợp mà hết sức là thú vị, là 2 vị tiền bối mà chúng tôi muốn nhắc tới. Thì rõ ràng là 2 vị tiền bối đó không có mặt, nhưng mà có hậu duệ của 2 vị tiền bối đó có mặt hôm nay, thì đến đây tôi rất vui. Mà hôm nay là trong văn phòng tôi gặp được những cái bạn của tôi gặp chí thân là của Nguyễn Quảng Tuân, là cái người đặt ra không biết bao nhiêu là bài hát mới mới rồi là thằng Nguyễn Quảng Tuân là một cái người sẽ những là chuyên môn gì kiều mà nhà nghiên cứu đã đặt không cho mấy trăm bài hát mới và đề bài hết sức là phong phú. Rồi gặp cả tiến sĩ Nguyễn Nhã trước khi đi ra một phần là tiến sĩ Nguyễn Nhã ngày xưa là sử địa và là bảo vệ cái vùng cái gì đặt xa về Trường Sa,
sắp đi qua bên Mỹ để mà minh chứng cho tập quyền về về mặt pháp luật quốc tế, về mặt lịch sử của đảo Hoàng Sa Trường Sa, thì giáo sư Nguyễn đã có cùng với giáo sư Mujahi lập ra một cái câu lạc bộ để rằng là học hỏi và tìm hiểu ca từ, và trong khi đó cũng đã có sáng tác một số bài về hát nói. Thì đã thì chúng tôi gặp những cái người xưa và cái người nay, mà hôm nay tôi có nói rằng những cái em, các em mà học sinh trường nhạc có bằng cấp trường nhạc phương Tây, thì tôi muốn đem tin hôm nay để cho thế này là ở các tù Hà Nội có thể mời nhiều nhóm lắm. Thế nhưng mà chúng tôi mời cái nhóm này là cái nhóm của Phẩm Thị Huệ, tức là hồi trước là câu lạc bộ ca từ Thăng Long, thì sao gần đây là thành ra giáo phường ca từ Thăng Long. Là mà giáo phường nó khác cái câu lạc bộ là nó có quy tắc, nó có cái người trùng, nó có cái người có kỹ thuật, có người thầy để rằng là vừa kiểm tra qua cái truyền thống có giữ được được đúng hay không, và khi nào ra biểu diễn có còn xứng đáng được mang cái danh từ là ca nương hay là kép đàn. Bởi vì nếu ngày xưa đó, khi nào học thì không có cuộc thi, nhưng mà người thầy cho rằng đứa học trò nó có đủ tài năng để ra biểu diễn ca từ dưới cái phong cách nghệ thuật sức nghệ chính xác, cho làm cái lễ mở xiêm áo, tức là được mang cái bản cái áo của người đào nương, rồi thì là bữa đó đi ra ngồi hát cho trong làng nghe, rồi đi vô nếu được cho lễ mừng nó rồi cho đi vô trong đình trong làng hát để cảm ơn tất cả, thì cái lễ đó giống như là cái lễ Arangitan của Ấn Độ, cái người Bharatanatyam. Bharatanatyam học là sẽ tới được người thầy cho phép mà mang cái bản cái áo đó, bản cái áo của người múa đó, thì phải vô trong thành múa tạ ơn sư thần Shiva, rồi đi được múa đương thành. Thì hồi đó tới nhà Ấn Độ nghĩ rằng chỉ có Ấn Độ có những cái lễ mà mở xiêm áo quan trọng như vậy, nhưng mà trong Việt Nam ca trù chúng ta cũng có cái lễ mở xiêm áo như thế. Thì hôm nay cái buổi nhóm mà chủ đoàn dùng vô đây là em bạn Thị Huệ, là cái người đã học nhạc từ 7 tuổi và học đường tỳ bà, học cái đường tỳ bà, dạy học đường tỳ bà, dạy lên trường đường tỳ bà, rồi là sau như là làm được thạc sĩ về đường tỳ bà, giảng dạy đường tỳ bà. Nhưng mà khi mà mê ca trù rồi, tìm thầy học đạo thì là tìm bà Nguyễn Thị Huệ, các bạn kiến thức trước, rồi bà Nguyễn Thị Trúc, để mà dạy một cách gia truyền, tức là dạy y như ngày xưa, trường ngón, trường khẩu, và luôn tiện học đờn. Học đờn như Nguyễn Phú Đệ là một cái người đó năm nay cũng 88 tuổi, phải được 88 tuổi, mà đờn cũng rất hay. Thì Nguyễn Phú Đệ có một tiếng đờn đặc biệt, mà tôi gặp ông thầy Nguyễn Phú Đệ, ông Phú Đệ nói với tôi nói, cái con bé này lạ lắm, nó có cái hai bàn tay bằng vàng, cái chữ nào mình đưa ra nó đừng được hết, và mình đây đưa ra cái chữ lần mới cho nó cướp ngay cái tiếng lần rồi. Không nói mà cười, nhưng mà cũng vui lắm. Có lẽ là nếu sau này tôi qua đời rồi cũng còn có con bé này giữ được tiếng đàn của tôi, thì ông Nguyễn Phú Đệ và bà Nguyễn Thị Trúc đã cho phép Phẩm Thị Huệ làm mở lễ mở xiêm áo tại Hà Nội. Thì tôi có được cái chứng cái lễ đó, có gặp tại cái lễ đó. Tôi thấy rằng từ đó tới sau thì em Phạm Thị Huệ đã học với thầy càng ngày càng tiến bộ, nhưng mà em Phạm Thị Huệ dạy trường nhạc ở tại Hà Nội có những cái phương pháp về sư phạm nó đặc biệt mới, cho nên truyền lại cho lớp trẻ sau trong vòng 5-6 năm nay đã đào tạo ra gần 20 mấy người, những người trẻ tuổi từ 18 cho tới 20 mấy tuổi đơn được, ca được, tâm chồng được, gõ phách được. Thì cái điều đó tôi thấy là một công việc làm đáng cho chúng ta để ý, cho nên chúng tôi mới mời được vô đây để cho các em học trường nhạc ở đây thấy rằng không phải mình học trường nhạc mà mình không có thể học được nhạc dân tộc. Học trường nhạc, học nhạc Tây rồi, nhưng mà nếu quyết tâm mà học nhạc dân tộc
có thể học được cũng trở nên một người nghệ nhân vậy được. Đó, thì là trong ca cuộc cũ, kiểu nãy tôi có nói là cái đường đáy mà vấn đề cái đường đáy là cái đường này đó, ở trên cái trên thùng đàn nó là hình thang hay là hình chữ nhật, mà cái cần đàn kia là dài, cái phím đầu tiên ở chính giữa cái chỗ mắt dây và cái trục, thì thành ra cái tiếng đàn đó nó đặc biệt, nó có 10 phím ngày xưa, 11 phím bây giờ lên tới 12-13 phím. Rồi cái lần đó tuy là nó kêu bằng đáy mà nó không có đáy, nó không có đáy, ở trong đường này không có đáy, cho nên cái hồi xưa kêu bằng vô để cầm, nhưng mà kêu đường đáy là bởi vì ngày xưa cái đàn nó phải đeo lên trên vai, mà đeo lên vai cho nên gọi là đới cầm rồi đọc là trái đáy mà không có đáy, cho nên nhà thơ Nguyễn Hải Vương có nói rằng tên em như có mà không, ba di những chất trong sông về nguồn, ca trù mổ hột phát trộn, tuổi phai xanh chạm chiến đời lại xanh. Cho nên cái đời đó là cái đời đặc biệt. Còn có cái ca trù người ta đào gõ hai cái phách là bởi vì cái ca trù này có cái thuyết từ ngày xưa ở làng Cổ Đạm, có một chàng cư sinh đó theo Đỗ Bằng Hoàng và Đỗ Trọng Về thì tên là Đinh Lễ, nhưng mà theo Đỗ Khê là tên là Đinh Dự, con của Đinh Lễ, nhưng dù sao đi nữa cũng là nhà Đinh, mà cũng là người đã giúp cho Lê Lợi khi mà giải thoát đất nước Việt Nam. Cho nên cái kỳ đó gặp hai ông tiên cho một cái miếng ngô đồng và cho cái hình dáng ở đây là cái đường trên thượng giới, nhà con em làm cái đường này để mà cứu dân Đỗ Khê. Thì khi làm cái đường dù vừa ngồi đường này, chim chóc bay lại ngồi nghe, đi ra bờ sông đường cá nó lội lại nghe, đem cái đường nó vô trong làng tạo đường cái dân chúng lại ngồi nghe, người nào buồn thì thấy vui, người nào bệnh thì thấy hết bệnh. Thật ra ở gần bên có một cái cô con gái tên là Bạch Hoa Tiểu Thơ, con của một cái con Quan Châu 8 tuổi bị cúng rồi cái câm luôn, không nói được. Thì cha nói ai mà chữa con được cho con tôi được bệnh vĩnh thì tôi gả con cho, thì không ai chữa được. Thế thì nghe nói có một chàng thư sinh nó có cái đời lạ, thì cũng Quan Châu mới cho mời thì cô Bạch Hoa Tiểu Thơ nó ngồi trong rèm ăn cơm, nghe cái người kia ngồi đờn đờn hay quá, bỏ chén cơm xuống cầm đũa đũa gõ lên bàn, nói đàn hay quá, hát theo tiếng đàn nói được. Thành ra người cha gả cái Bạch Hoa công chúa cho Đinh Lễ, hai người làm kết hôn, làm ra cái bản Lăng Phụng Hòa Minh và sinh con hai đứa con. Nhưng mà đến khi mà người chồng được cái thầy gọi đi về, nói rằng cái sứ mạng cái phẩm trần hết rồi, thì đi trở về, thì khi trở về đó biến thành là của chim bồ câu xanh. Rồi người vợ ở nhà biết dạy học, dạy hết rồi hết và bài bản ra rồi, nằm ngủ trên giường rồi đi theo người chồng. Vua nhà Lê mới phong cho người chồng là Bạch Xà Lại Vương, tức là con chim bồ câu xanh, còn Thanh Xà Lại Vương, tức là con chim bồ câu xanh. Còn công chúa đó thì Mãn Đào Hoa công chúa, là hai người được gọi là tổ của ca trù. Thì nó có cái trống chầu, mà cái trống chầu này nó nhỏ như vậy, nhưng mà đặc biệt ở chỉ có nước Việt Nam mới có trống chầu đó, là cái trống đó người ngồi, người cầm chầu đó phải đến 3 tiếng đầu cao con, tức là 3 tiếng đó nói là tôi muốn nghe hát, thì để vô buổi hát xong rồi, thì trong khi đó tiếng chầu đó chấm câu, tức là tham gia vô cuộc biểu diễn. Nhưng mà thật ra cái người là ngồi nghe đó là một cái người sành điệu, có thể không phải là cái người là ở trong nhóm, nhưng mà nghe rồi có thể cầm chầu để mà chẳng những chấm câu mà phê phát nói cái đó là câu này hay, câu này chưa hay, tức là không phải chỉ khen không mà có thể chê. Rồi thì cuối cùng đó tôi có một cái chức năng khác nữa là giáo dục cho quần chúng, khi quần chúng nghe cái đó người ta khen,
sông Châu đánh hai tiếng tôm, hai giọt nước mắt nhà, tức là hay quá đã đổ tôi khóc hai giọt nước mắt. Chứ mình nói là tôm, 4 tiếng Liên Châu, tức là nhỏ nước mắt luôn buồn luôn, thiệt là hay. Thế là xương tâm làm cho cái kia hạ mã, tất cả mấy cái đó là những công thức để đánh mà đánh cái sông Châu. Thì hôm nay anh nhà nó có phụ vừa. Dạ, thưa cụ, nghe nói là cụ là cái người cũng sành điệu. Dạ, thành ra một chút nữa nếu mà được thì chúng tôi khi mà với cháu thống bày tiền và hành thì mời cũng nên cầm theo cũng biết cụ có mang lòng hay không. Tôi xin cảm ơn cụ và cho xin giới thiệu tôi thì cũng biết qua sơ sơ về vấn đề ca chủ. Thế hôm nay ở được cụ cho tôi đến đây để tôi được dự thì tôi xin cảm ơn cụ và xin ra mắt tất cả các quý vị. Chúng tôi hôm nay thấy có những cái chuyện rất vui như vậy thì bây giờ tôi xin giới thiệu. Hồi nãy tôi nói chuyện mà hai người đào lương mà tôi đã gặp từ lúc đó, đây là bà cụ Hồ Thị Hồ. Lúc bà cụ Hồ Thị Hồ tôi đi gặp ngày xưa, cái hình này chụp năm ngày 13 tháng 6 năm 1976. Tôi có thấy là tôi chỉ biết mới bước vô có phải. Kỳ đó hát cho chúng tôi nghe rồi chỉ những cái pháp, pháp trở lá đầu như thế nào, pháp chẳng như thế nào, thì tất cả mấy chuyện đó chúng ta mới dạy luôn cái chỉ cho các mình lê bê bảy mùi lia như thế nào thì bây giờ chỉ cho tôi cách thức sống. Thành ra hôm nay tôi để cho nghe một đoạn hôm nay tôi cho nghe cái bài. Đây là một cái chiến hát mà cũng có cái bộ hát bài Hồng Hồng Trước Tết. Và đây là có bài có công 4 công mũ, tức là 4 công mũ. Thank you.
thì
không có cái điểm số cái điểm công trí của bà cụ này. Ngày xưa bà cụ thích đến nghe những cái bài người ta làm thơ, người ta phú điểm mình trong lúc mình còn sống thì có nó làm sao. Thì mà nó trong những bài thơ đó có một cái câu, hai câu thơ làm nhưng mà thú vị nhất là người ta nghe là nói thương ôi người phúc hậu tài hoa thế ấy, đã trả chồng trôi mấy giọt tình. Thì bà rất thích hai câu đó. Mà là chị đó ngồi chơi, cùng nữa là ngồi hát, bà hát bài hát luôn. Thì trong khi đó là ông Lê, ông Cụ Trúc Hiền hồi nãy đó, đang ngồi cầm chồng đó, ông mới làm một bài thơ. Ông nói là mùa xuân gặp bạn Trần Khê, ban đàn hồ hát hả hê tính tình. À, Trúc Hiền điểm trống xinh xinh, ru hời bản phúc ra hình nhớ thương nhớ nhớ mong. Thì điều đó tôi thấy rằng trong cái kỳ gặp gỡ đó rất là vui, mà trong những vui thôi cụ Trúc Hiền thì nó biết được mà làm cái gì hát rồi cũng mừng quá, cho nên cũng làm cho tôi một bài bắt phản như mũ hát nói mà tôi còn nhớ mấy câu là bản văn khi từng địch lắm bao niên thì trong hải tây thiên đâu có lạ, khách phong lưu gặp người phong nhã, dẫu chưa quen mà cũng đã như quen, có duyên không hẹn mà nên, thì ai nghiên cứu một thiên ca trù, đem tài khảo sát công phu, đã thu tiếng hát lại thu tiếng cầm mới hay, thanh khí tu tập. Một người thi sĩ mà ca ngợi cái chuyện nghiên cứu, bà Phất Thị Hồ ca điều được thầy rất bằng ngày hay quá, trên các bàn đờn, ông Nguyễn Trúc Hiền cầm chậu, tôi ghi trở lại âm thanh nổi. Mà cái cuốn băng đó bây giờ tôi còn để ở trên chỗ, trên tư liệu của tôi. Một ngày nào đó sẽ đưa ra để mà tôn vinh và có tiền hộ tôn vinh cái ca trù ngày xưa, nhắc lại một cái kỷ niệm gặp gỡ. Thì cái điều đó là hồi nào tới bây giờ bên Pháp người ta muốn ghi mấy kỳ tôi cũng cho. Bây giờ mong trở lại nước Việt Nam có thể có một cơ quan nào mà in ra cái gì đó, cả cái bài thơ đó để làm kỷ niệm. Thì đây là chấp tiếp qua cái giai đoạn ca trù xưa, bây giờ qua tới những ca trù ngay. Thì nhờ Thúy Ban giới thiệu cái đoạn ca trù trẻ, tuy là nó ca trù ngay nhưng mà biết hát xưa mà vẫn không thấy căn chịu trên hát xưa đó, muốn tìm trên cái câu trúc đó làm có cái gì mới thử coi, thì có thể với cháu đi đúng đường, có thể biết hát chưa đúng đường, thì chúng tôi là cái người đi theo gìn giữ cũng hơi khó, là bởi vì một mặt tôi thấy cái sự sáng tạo của tuổi trẻ, một mặt cũng là phải quay chừng đừng cho nó đi sai, nó làm biến thật ca trù. Thì mời em Thúy Ban cho nghe cái bản thân ra. Trong đoạn này nó có một cái em chắc có thể là người Phạm Thị Huệ, tôi nói hồi nãy đó. Bạn Phạm Thị Huệ có một đứa con là Huệ Phương, mà cách đây đó, 6-7 năm, là 8 tuổi đó, nó bắt đầu biết ca được thằng một cái tiếp tục. Mà cái tiếng Pháp chưa được thay đổi. Thì này ca trở lại thì tiếng Pháp của Huệ Phương đã bắt đầu dùng, mà nhường nhuyễn trên cái tay Pháp rồi. Thì là những con đó là đồng ý. Rồi một em nữa là Thanh Thủy đó, là Thu Thủy là học trò của Huệ, mà những phụ nữ đồng đấy rất là hay, là biết cầm chồng, biết cả con gia thánh thất. Rồi có một cô nữa là Phạm Thị Nhân, cái cô này là học trò chân truyền của bà Phạm Thị Mùi ở tại Lỗ Khê. Thì đây là sự gặp gỡ của hai câu lạc bộ lớn, câu lạc bộ Thăng Long và câu lạc bộ Lỗ Khê, để đến đây trình diễn cho quý vị nghe một đoạn đầu là những ca trù, những cái bài theo phong cách cổ. Sau khi nói chuyện ca trù này muốn phát triển như thế nào? Kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được phép giới thiệu giáo phường ca trù Thăng Long. Ca nhân Phạm Thị Huệ. Ca nương Phạm Thị Mạnh.
Đào Đàn, Phạm Thị Huệ và quan viên Thu Thủy. Quý vị có thể biết là cái cách gửi thư là một trong cái làn điệu xưa của ca tù, là trong đó có hai cái là Trung Nam và Trung Bắc, nhưng mà cái bài thơ đó nói lên tả lên cái phần nhớ thương cái người mà bạn của mình gửi bút thơ. Thì hôm nay đến được em bạn 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 gì về từ đấy phụ quả theo tiếng hát của anh Phạm Thị Nhân. Thank you.
Và bây giờ chúng tôi quý vị và các bạn thưởng thức bài Đào Hầu Đàm Tiếp với tiếng hát của ca nhân Huệ Phương, Đào Đàn, Phạm Thị Huệ và Quan Liên Thu Thủy. Yeah.
Phạm Thị Mận một lần nữa sẽ đến với chúng ta qua bài hát ru đào đàn Phạm Thị Mận quan viên tu tử. That's okay. Tôi xin phép tất cả quý vị để tôi nói một vài nhận xét về bài hát và mấy lời. Và vì thứ này, cái bài hát này nếu mà không nói sẽ bị hiểu, nó sẽ phạm một cái đạo đức. Nếu mà 15 năm thấm thoát có xa gì, ngoảnh mặt lại tới kỳ tơ liễu là 18. 18 trừ 15 năm đi mới có 3 tuổi. Cho nên là ở Hà Nội người ta không hát cái bài này nữa, là vì nó phạm đạo đức, phải sửa lại. Có lẽ là người ta chép sai, đúng lý ra là mới 5 năm thấm thoát có xa gì, ngoảnh mặt lại tới kỳ tơ liễu. Thì mới 5 năm thì mới thấm thoát, chứ 15 năm làm sao thấm thoát được. Đó. Cái thứ hai nữa là trong cái câu thơ chữ Hán á, hát mà không hiểu gì hết. Ngã náng, náng là ngày xưa, quân kim là ngày nay. Ngã náng, chấm, thơ đường, nhịp hai. Ngã náng, du thời, quân thượng thiếu, quân kim, nó hứa giá, ngã thành ông. Tức là cái nhịp thơ đường nó phải là 2, 2, 3, 2, 2, 3. Bây giờ đâu ngã láng du thời là hỏng đó, ngã láng du thời là hỏng đó. Thành ra đó tôi xin có ý kiến vắn tắt như vậy, để sau này có hát á thì mình phải hiểu cái nội dung của cái bài hát, chứ nếu không có phạm thì đạo đức thì bé 13 tuổi thì được rồi đó, 13 tuổi thì là đúng, nữ thập tam nam thập lục. Thank you.
Lúc còn trẻ thì bao nhiêu người tới nghe
nhưng mà không vì giàu cũng ai gây nữa, cho nên thương nhân mình lấy thương thương nhiều thương gia mà anh chàng thương gia nó không đi bây giờ buồn quá đi rồi thì mới nói rằng chúng tôi bây giờ những người nhưng muốn nghe được cái đời để mà cứu rượu chẳng hay cái cách nào có chuyện đời là chúng tôi nghe hay không thì đang do dự nhưng mà trong khi do dự rồi thì bắt đầu cũng được nhưng mà trong cái câu tiếng hát đó là chuyển trục bát nguyện tâm hướng thanh vị thần phúc như hữu tình chuyển thêm cái trục lên rồi so với 4 sợi dây đến 3 cái đôi chưa có phải thành phúc gì đấy mà đã thành thật cũng có như một cái nhịp nhạc thì ngồi nghe người nào cũng nghe rồi nghe không và thú vị cảm cái hoàn cảnh của cái người đó cái người ca nương đó cứ nên đỡ gì khi nhà vì nhà cái lòng như vậy phải hành nó chuyện gì cái đầu bên này mà sau khi chúng chốt rồi khi mà đầu chỗ là chốt là cái đầu chuyển qua của mình nó dồn dập rồi thì mới hỏi rằng người nghe cũng chảy nước mắt hết là cũng ai là người có nhiều nhất thì không có trả lời chỉ nói là cái tay áo của ông từ mai dương châu ước dần thì đó là cái ý của bài thì bà hành để cho các bạn nghe chúc mời các bạn nghe được Hello.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mà nghĩ là suốt đời mà chỉ hát không một chút chút hay là cái bài đó thì có thể chúng ta giữ được cái phố cổ mà không làm phát triển cái phố cổ. Nhưng mà phát triển phải làm cách nào thì bây giờ chúng tôi nghĩ hồi trước là thu luôn cái ca những cái bài đã đặt từ xưa thì không cứ du quê hay là cho bắt quát cảnh đà thì tôi nghĩ rằng các tuần nay có thể lựa những cái bài của những người tác giả đương thời còn sống đây, lựa những đề tài rất là mới thay vì mà nói chuyện ghen cái tình trí nam nhi hay là nói chuyện gì say rượu hay là khen cái tình châu rất tình rất kia. Bây giờ có những người chẳng hạn tôi biết như bạn của tôi là một người nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tuân mà tôi rất là tâm phục. Anh cũng là đi nước này nước kia làm nhiều bài rất hay mà tất cả những bạn bè khi chúc thọ hay là có cái gì thì vui thì làm những bài rất hay mà hôm trước tôi nói cái chuyện đó thì cháu Huệ cũng nói rằng từ lâu rồi thì có một cái bài mà anh Tuân chúc thọ tôi nhưng mà tôi nghĩ rằng hôm nay là cái buổi chơi vui không nên các nhân ra. Tôi không muốn cho cháu Huệ nghe hát về cái bài đó nhưng mà tôi có cái này là tôi nhận thấy những cái sáng tác của bạn tôi như Văn Vương đó nó dính liền nhiều kiểu lắm và đặc biệt là cái kiều có không biết bao nhiêu bài khác nói nhiều kiều nhưng mà người chúng ta là từ miền Nam thì ai cũng biết những tình diệu những thơ của Kim Tiên thì cái bài của Kim Tiên nhập Nguyên Nga nếu mà hát lên thì ai cũng biết được cái điều đó các bạn ngồi đó chưa ra thì trong chưa cụ Nguyễn Văn Tuân anh làm một cái bài mà xin phép anh cũng biết cho nếu mà chưa cho mấy cháu này hát để anh nghe anh muốn bằng lòng cho hát bài đó dạ cảm ơn lắm nha mà thật ra đó nói chuyện cháu Huệ nghe nhưng mà cháu Huệ chưa có biết bài đó chưa có thuộc bài đó thì tôi nhớ là ngày xưa khi mà có một người thi sĩ của mình nó làm bài thơ đưa ra liền thì nào nữa phải nhìn bài thơ nó phải hát thì cái đó là cái của các ngày xưa nhưng mà các hôm nay này cũng có thể làm cái chuyện đó chưa biết cháu là hoàn hảo hay không nhưng mà để đây là một thể nghiệm đây là một nhà thơ có một bài thơ tôi chép ra thì bây giờ đưa cho ca nương đọc qua một chút hát rồi theo một điều khác nói tôi xin mời cụ lên cầm dầu để tôi mời cụ lên
chen vào cái âm sắc của tất cả các người khác, hoặc là có nhiều người làm ra những cái bản nhạc, những ca khúc mà phỏng theo những cấu hình âm thanh của ca trù, rồi thì có những cái lời của ca trù phụ quả theo để làm cho nó có một cái tuy là truyền thống cổ mà nó có cái màu sắc mới để cho thanh niên nghe mà không phải bị nghĩ lúc nào cũng là đi ngược lại, chỉ có duyên thêm những cái bài đã nghe quen quá rồi thì không biết là nhà quê có thể cho nghe những cái sáng tác mới nào của em. Thank you.
mà có chuyện gì bà mà đi gặp được cái gì bà thì cháu nguyện chúng tôi có cái mối về gì bà nhà thân tốt thì cái đó cũng là một cách chơi mới. Thì hôm nay thì có cái này tôi đề nghị với chuyện khác nữa là cái này cũng nghe cấu trúc âm thanh của các thuộc chính tiên trang thì chính tiên trang. Nhưng mà tôi xin phép được nhâm một bài thơ của Nguyễn Hải Phương. Bài thơ nó tên sửa là Chiều Biển Đưa. Cái một người con gái đó đi tới người thăm thì khi ra đi rồi thì người thi sĩ đưa ra tại thi trường mà hỏi rằng em không là chiêu quân của một thời mỹ nhân triều cống mà nắng hạ Sài Gòn chiều nay một mộng tàn khu, em không là miền tranh vì khai châu chiến quốc mà để tình khắc chung thờ phẳng mãi đến trường, thì cánh bằng em khóc chiều xưa. Ngày xưa cánh bằng là bài thơ của Hải Phương làm cho tôi giết tôi như cánh bằng. Thay vì họ gặp hôm nay chẳng sai ghen rượu mà sai ân tình, đàn kéo rách cung trọng thân, cành phong lan cũng lung linh bên dạng. Nhạc thơ quên cả thời gian, chia tay tôi biết sông nên lệ nhiều. Thì khi cái người thiếu nữ đó nghe cái bài đó khóc, cho nên cánh bằng em khóc chuyện xưa. Mà cái người đó nói chuyện gì, là trên đài của Đà Bắc, nói chuyện gì, lưu trai của một tỉnh linh. Cho nên Hải Phương gửi một bài thơ gì lưu trai. Khói lưu trai chấp cánh thơ đi tìm. Thế nhưng mà gửi thơ là mịt mùng, bụng lạc vô chim, mênh mông đáy biển mò kiếm dải khờ. Thì bỗng nhiên, cái nàng đâu mới trở gì, bỗng nhiên em trở gì, bỗng nhiên như một cơn mưa, đổi thay sắc lá vườn thơ một chiều. Phút giây gần có bao nhiêu, nước non còn có bao điều chưa ra. Rồi thì em đi, đi thật rồi sao? Mây tha phương lặng vẫy chào cao xanh, em đi thân gái một mình, cánh bay trỗi sáo, ly đình chiều này. Cái nhà, cái chỗ của sân bay là ly đình. Thì bài thơ đó của ông Hải Phương, tôi có ngâm theo sa mạc đùng một ngàn. Thì Hải Phương nghe thích lắm, nhưng mà tôi ngâm theo phong cách mới. Cái cấu trúc của ca trù, mà hồi đó thì nguyên lê, nần, tiếng tiếng tang, tiếng tiếng tang. Thì tôi nói nguyên lê mà khi làm đô là phải đô, nôn nhất đô la la mi, đô la la. Thì nguyên lê làm ra mặc dù là người ta mà nghe nó có cái hơi hướng Việt Nam. Thì tôi về tôi nói với em Huệ, tôi nói thầy ngâm thấy cái thơ đó mà thầy ứng tác ứng tấu nghe không biết cái giọng như thế nào. Em chịu khó nghe thầy rồi tiết tấu cũng vậy. Đây không phải là bài thơ theo khác nói, cái khổ trong câu nó không phải thể như thế, nó lại chui khổ và nó làm những cái khác. Rồi cái tiết tấu cũng không phải cái tiết tấu ngày xưa của ca trù, mà tiết tấu bây giờ nó có một cái chỗ dìu dặt theo cái những lời thơ. Thì đây là một cuộc thể nghiệm chơi với nhau mà để làm cho mới được cái ca trù, tức là không phải đây là ngoài ca trù mà đây là một cách ngâm thơ hổng theo hơi hướng của ca trù. Thì xin đây là một cuộc thể nghiệm hai thầy trò tôi mới thể nghiệm chiều hôm qua thôi và mới làm lời. Thì hôm nay xin làm lời một lần nữa, nếu may thì làm hay, không may làm có dở thì quý vị cũng coi đây là một cuộc thể nghiệm nỗ lực chơi với nhau thôi. Thank you.
vì hai châu chim vất. Mà để cho tình, tình cách chung còn thờ thần, thờ thần đến giờ để cho tình cách chung còn thờ thần mãi đến giờ tung 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 tung. Em khóc chiều xưa, khói liêu trai chấp canh thơ, chấp canh thơ đi tìm khói liêu trai, chấp canh thơ đi tìm tùng đen 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 tùng tùng đen 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 tùng đen tùng tùng đen tùng tùng. Ting 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 ting. Mình buồn tưởng là cũng giống chim, mình mong đáy biển mò kim, mò kim dài cờ, mình mong đáy biển mò kim dài cờ tung tàn tàn tung tàn 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 tung tung tàn tàn tung 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 tung. Bóng em về như lông bao, đổi thay sắc lá, đổi thay sắc lá vườn thơ một chiều, đổi thay sắc lá vườn thơ một chiều. Từng đêm 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 từng đêm. Tiêu 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 t
Thank you.